Di Đà Phật. Đới nghiệp vãng sanh nó là câu nói mang ý nghĩa khích lệ, hay là đúng như lời dạy đới nghiệp sẽ được vãng sanh? Các vị hoàn toàn nói mà không hiểu câu này nói gì. Nếu chúng ta hiểu câu này nói gì, chúng ta không có viết cái câu cuối cùng là đới nghiệp sẽ được vãng sanh. Câu này không thể thêm chữ sẽ vô trong đó như vậy được. Đới nghiệp vãng sanh là một cụm từ quyết định nó là như vậy, chứ không thể trang vô một cái từ tương lai là sẽ như vậy được. Nó không thể tách rời như bằng cái cách đó. Thêm một chữ sẽ nó sẽ phá hủy hoàn toàn cái câu này và không có ý nghĩa gì trong câu này cả. Đới nghiệp vãng sanh nó được giải thích một cách rất cụ thể là mang nghiệp để về cõi Phật. Câu nó nguyên cụm là như vậy, chứ không phải mang nghiệp để về sẽ về cõi Phật. Hai câu này hoàn toàn khác xa nhau và không có ý nghĩa ở câu sau. Cho nên ở đây chúng ta vãng sanh, trong vô vàn cách vãng sanh có một cái gọi là đới nghiệp vãng sanh, là mang nghiệp để tái sanh về đất Phật. Chúng ta không hiểu cặn kẽ hai từ vãng sanh, cho nên chúng ta bị cái chỗ này. Chúng ta có quan niệm là vãng sanh như đắc niết bàn vậy đó. Chúng ta có nghĩa quan niệm là vãng sanh là thành Phật vậy đó. Chúng ta cho vãng sanh và đắc niết bàn là giác ngộ thành Phật, nó giống nhau, cho nên chúng ta mới lấn cấn cái chỗ này. Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa hai chữ vãng sanh một cách bình thường hơn một chút thì cái điều này tôi nghĩ các vị không bị lấn cấn. Vãng sanh nó giống như là tái sanh vậy đó. Nói về để chúng ta dễ hiểu, thay vì tu năm giới để tái sanh ở đâu? Cõi người. Tu thập thiện tái sanh đâu? Cõi trời. Vậy là tu tịnh độ thì tái sanh về đâu? Về cực lạc. Như vậy chúng sinh cõi trời còn nghiệp không? Chúng sinh cõi người còn nghiệp không? Như vậy tái sanh về cực lạc có thể còn nghiệp được không? Cho nên á, xin thưa các vị phải hiểu chỗ này. Hai chữ vãng sanh và chữ giác ngộ niết bàn hoàn toàn một trời một vực. Đừng khập khiễng so sánh rồi chúng ta sẽ khó giải quyết vấn đề này. Xin thưa các vị, vãng sanh là một con đường tu tập để tái sanh vào một thế giới như ước nguyện của chúng ta. Nơi đó thế giới thì nơi đó cũng còn giới hạn, cũng sanh diệt, cũng vô thường. Nhưng mà cực lạc có thể sanh diệt vô thường theo góc độ là chúng ta đủ thời gian để có khả năng tu để giác ngộ thành Phật. Và thế giới này, cuộc đời này vô thường, mà vô thường đến độ chúng ta không có thiện duyên và không có đầy đủ điều kiện để giác ngộ thành Phật ngay cuộc đời này. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, người đắc niết bàn thì ngay tại cuộc đời này vẫn đắc được. Nhưng mà vì chúng ta không có đủ khả năng giác ngộ tại cõi đời này, bởi vì sao? Bởi cuộc đời quá nhiều nhiễm trước, nhiều cám dỗ, mà con người chúng ta thì quá nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Chúng ta không cưỡng lại với những sự cám dỗ của cuộc đời, cho nên chúng ta không dễ gì có thể thành Phật ngay tại cõi đời này. Vì vậy tái sanh vào cực lạc mang cái nghĩa là nguyện tái sanh vào một thế giới mà nó làm sao nó hạn chế được sự ràng buộc và những cám dỗ của những phù phiếm xa hoa, những cái xa đọa của cuộc đời như thế này. Cho nên môi trường của tịnh độ giúp chúng ta tu sẽ dễ dàng giác ngộ và thành Phật hơn môi trường này. Vì vậy người vãng sanh tịnh độ không có nghĩa là thành Phật, mà đã nguyện đem phước báo để hồi hướng tái sanh và tái sanh môi trường đó để tu hành để dễ thành Phật mà thôi, chứ không phải là thành Phật. Vì vậy đới nghiệp vãng sanh là một việc hoàn toàn đúng nghĩa ở trong học thuyết của tịnh độ. Còn thiền tông thì cho rằng phải cần phải giác ngộ niết bàn tại đây, thì cái điều đó quá tuyệt vời. Nhưng mà ai trong chúng ta có đủ khẳng định được rằng các vị sẽ giác ngộ niết bàn tại cuộc đời này, trong một đời các vị? Đưa ta lên tôi coi coi. Hả? Ồ, ai cũng lắc đầu hết trơn vậy. Vậy chuyện đó để mình tôi phải không? Có ai ganh tị không? Xin thưa với các vị, tất cả chúng ta đều thấy rằng mình quá nhiều phàm phu tánh, quá nhiều nghiệp chướng, quá nhiều nhiễm ô, quá nhiều tham dục, quá nhiều ràng buộc. Chúng ta biết rằng liệu cơm mà gắp mắm. Biết được con người mình nhiều như vậy, làm sao mình có thể rột rửa một đời bằng cái sức phàm phu này tại cuộc đời này thành đạo được? Cái chết nó sắp gần kề tới nơi rồi, mà cái phàm phu tánh nó lớn như thế này,
cả đời từ nhỏ tới lớn rột chưa được, còn càng phủ thêm càng nhiều nữa, thì từ đây đến chết làm sao có khả năng làm được chuyện đó. Cho nên vì vậy nguyện tái sanh là cái điều tối thắng nhất. Có nghĩa là nguyện tái sanh vào một thế giới cực lạc là một thế giới khác, thế giới đó cũng vẫn có cuộc sống như thế này. Tôi đã từng giảng trong kinh tìm hiểu vài đặc điểm kinh A-di-đà. Tôi có nói ở trong đó một phần là tìm hiểu về xã hội tịnh độ. Tịnh độ là một xã hội có cuộc sống đầy dẫy những cái nhà lầu đài xe cát như thế này, có phải vậy không? Trong kinh có đề cập đấy không? Cũng vẫn có con người, vẫn có nước suối, vẫn đi tắm, vẫn ăn, vẫn cúng dường chư Phật, vẫn là một xã hội bình thường, nhưng mà xã hội cao cấp hơn chúng ta. Vậy thôi. Và tuyệt vời nơi đó là cái nơi là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tất cả những người bậc thiện cùng ở một nơi, cho nên không ai làm khổ ai cả, không ai quyến rũ ai cả, không ai dụ dỗ ai cả, không ai chọc phá người khác phiền não cả. Chính chỗ đó mà dễ tu hành, mà dễ giác ngộ chứ không có gì cả. Ở đây thử tu tập 7 ngày như thế này coi, cãi lộn không nhoi trời sao à. Rồi sau khi tu xong rồi về, bà này thế kia, ông đi thế nọ, ông nhớ ở trong phá tu hiếp, ăn hiếp tôi ha. Rồi bà nhớ bà nói xấu tôi, bà dành chỗ ngồi tôi, bà dành miếng ăn tôi ha. Thế này thế khác trong một tập thể rối từng bưng hết. Nhưng mà một xã hội tịnh độ không có chuyện đó, làm cho lòng chúng ta thanh thản và dễ giải thoát hơn. Bởi vì tất cả những người trí thức mà trí thiện ở nơi đó. Học thuyết tịnh độ chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ. Cho nên nguyện sanh tịnh độ là nguyện tái sanh. Chúng ta dùng cách chữ tái sanh. Và cao nhất là chúng ta được nhất tâm bất loạn để được giảng sanh, là cái cao nhất của những con người giảng sanh. Trên căn bản phần lớn tất cả những phàm phu chúng ta tu tập đều dung bồi công đức lành để nguyện tái sanh. Cho nên tu tập về tịnh độ là một cách tu theo nhân quả, gieo nhân tịnh độ để hồi hướng cái quả về tịnh độ. Và vì vậy chúng ta đã từng gieo nhân thì đương nhiên là quả như thế. Giống như chúng ta gieo nhân cõi trời thì chúng ta sau khi chết tái sanh vào cõi trời, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên cái chữ đới nghiệp giảng sanh này không mang cái nghĩa như một sự khích lệ, mà khẳng định được rằng tất cả phàm phu chúng ta, ai phát tâm tu hành theo con đường tịnh độ một cách tha thiết và đúng với tông chỉ của tịnh độ, người đó sẽ được giảng sanh cho dù vẫn còn phiền não. Đây là một điều hoàn toàn hợp lý trong kinh điển theo quy luật nhân quả của Phật pháp. A Di Đà Phật. Xin giải thích Nam tông Phật giáo và Bắc tông Phật giáo. Cái này tôi đã chia sẻ với các vị trong cái bài Phật pháp vấn đáp thứ 13 ha. Các vị về coi lại cái bài Phật pháp vấn đáp thứ 13 tôi đã chia sẻ ở tại cái Hội An, Hội An Đà Nẵng á, thì các vị về coi lại bài này sẽ hiểu. Bởi vì những câu nào tôi đã từng trả lời rồi thì chúng ta xin giới hạn lại để chúng ta đỡ mất thời gian. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, để tiếp theo, để trong cái câu vừa rồi tôi đã nói với các vị mà có câu hỏi nó cũng trùng hợp với vấn đề đó là: kính bạch thầy, theo pháp môn tịnh độ thì nhờ tha lực, còn các pháp môn khác thì nhờ tự lực, kính mong thầy giải thích về tha lực và tự lực. Xin thưa các vị, đừng có quan niệm chia như thế này. Không có quan niệm nào một cách tha lực mang tính cách giống như là một con người chờ đợi cả. Nên nhớ là như vậy. Tôi đã giải thích hồi nãy các vị rồi, tu tịnh độ là gieo nhân tịnh độ để được vãng sanh về tịnh độ. Đức Phật A Di Đà có hiện thân tiếp dẫn hay không tùy chúng ta, nó không quan trọng ở chỗ đó. Nó chỉ quan trọng ở chỗ là chúng ta có đủ nhân tố để vãng sanh hay không. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Đức Phật Di Đà có mặt chẳng qua là biến tướng của công đức của chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta đã đủ nhân tố vãng sanh thì Đức Phật Di Đà có hiện cũng tốt, mà không hiện chúng ta cũng dẫn về đất nước của Ngài. Bởi vì thật ra sự nỗ lực tu tập của chúng ta là điều quan trọng, chứ không phải là ngồi đây chờ đợi Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Không có pháp môn nào như thế cả. Cho dù tu tịnh độ chúng ta cũng phải nỗ lực tu tập, chứ không phải là ngồi chờ đợi Đức Phật tiếp dẫn chúng ta sau khi chết. Các vị đừng có suy nghĩ một cách lệch lạc rồi chúng ta có suy nghĩ là tại sao pháp môn này tha lực, pháp môn kia tự lực. Pháp môn nào cũng tự lực cả. Tha lực chỉ là một hiện tượng từ công đức chúng ta tu tập mà ra, chứ không phải là tự nhiên có ai đó mà đến tiếp dẫn chúng ta, mang cái nghĩa là giống như một thần thoại bốc chúng ta về cực lạc được.
Đừng có tưởng tượng những cái điều máy móc như vậy. Nếu chúng ta không nỗ lực tu tập và niệm Phật, hay là hành trì, hay là hồi hướng công đức, thử coi chúng ta có thể giảng sanh được hay không. Cho nên đừng có quan niệm lệch lạc, cho rằng cái này tha lực, cái kia tự lực. Cái nào cũng phải do nỗ lực không ngừng của con người chúng ta trên con đường tu tập cả. Nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây chúng ta hiểu cái điều này, để chúng ta không bị vướng khi chúng ta suy nghĩ về tự lực hay là tha lực. Xin thưa các vị, câu hỏi tiếp theo là: kính bạch Thầy, từ bi quan hỷ cho chúng con hiểu rõ hơn về công đức và phước đức, lại Phật và niệm Phật. Xin thưa các vị, chữ công đức và phước đức ở đây, tại sao tôi nghĩ là cái này do cái quan điểm mặc định của Trung Hoa hơn là cái từ ngữ căn bản thực tế? Theo tôi thiết nghĩ là như vậy. Xin thưa các vị, về nguyên tắc, đối với cái từ nguyên của nó về công đức và phước đức, nó không có khác nhau. Nhưng mà qua Trung Hoa thì cái từ công đức phước đức này lại phân biệt thành hai. Khi phân biệt thành hai, tôi được hiểu nó là như vậy. Cái công đức nó mang cái nghĩa là cái gì mà không mang tính cách nhân quả, phước báo hữu lậu nhân thiên, thì cái đó gọi là công đức. Còn phước đức có nghĩa là cái gì nhân quả hữu lậu nhân thiên, gieo nhân này để được quả kia, con nguyện cúng dường Đức Phật một nải chuối để con được trúng số, con nguyện là hôm nay con bố thí người nghèo sau này con sẽ được giàu có, hay là con nguyện dâng hoa cúng Phật để sau này con được đẹp. Cái này thuộc về phước đức hay công đức? Phước đức. Cái này do chúng ta có một quan niệm như vậy và tự nhiên chúng ta mới mặc định ra, chia ra hai vấn đề. Thì bây giờ nếu đã chia ra hai vấn đề thì tôi cũng căn cứ trên hai vấn đề để chia sẻ với các vị. Các vị đều nhớ cái câu chuyện đó là vua Lương Võ Đế và tổ Bồ Đề Đạt Ma không? Các vị nhớ kỹ rằng vào thời Lương, vua Lương Võ Đế đã là một người Phật tử ủng hộ Phật Pháp. Khi hay tin tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang thì vua Lương Võ Đế rất mừng. Và vì vậy vua Lương Võ Đế muốn đem tất cả những cái việc làm tốt đẹp của mình để khoe với tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vì vậy khi nghe tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang, tức là từ Tây Trúc sang, thì lúc đó vua Lương Võ Đế cho tiếp kiến ngài vào triều. Và khi tiếp kiến ngài vào triều thì lúc đó vua Lương Võ Đế mới đem ra cái câu hỏi mà hỏi với tổ Bồ Đề Đạt Ma như thế này: bạch hòa thượng, trẫm xây 72 kiển chùa, tiếp tăng độ chúng nhiều vô số, vậy xin hỏi hòa thượng, việc làm này có công đức không? Và lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời thế nào? Không có công đức gì cả. Cái câu này làm cho vua Lương Võ Đế vô cùng chới giới và thất vọng trước câu trả lời của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ai nói đó đúng đó, giống như câu này là sốc á. Xin thưa các vị, sau cái lần tiếp kiến không thành đó, cho nên vua Lương Võ Đế không thích tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vì vậy tổ Bồ Đề Đạt Ma không cách nào có thể truyền pháp ở trên đất Lương được, cuối cùng bỏ trốn vào đất Ngụy, ngồi quay mặt vào vách 9 năm. Cho nên người ta có một cái câu gọi là cũ niên quán bích, tức là ngồi nhìn vách 9 năm như vậy. Xin thưa các vị, ở đây chúng ta thấy cái câu trả lời đó để khẳng định cái gì? Vua Lương Võ Đế xây chùa nhiều vô số và tiếp tăng độ chúng, đây là một việc làm đáng tán dương. Và theo chúng ta có quan niệm là công đức vô lượng chứ, đúng không? Nhưng mà cái công đức như một cái nghĩa mà chúng ta hiểu như một phước đức á, thì ở đây công đức và phước đức được chia ra. Nếu vua Lương Võ Đế hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma như thế này: bạch hòa thượng, con tiếp tăng độ chúng nhiều vô số, con xây 72 kiển chùa, như vậy con có được phước đức không? Thì lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ trả lời sao? Có, các vị rất giỏi. Lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ trả lời rằng vô lượng vô biên phước đức. Có vậy không? Nhưng mà khi hỏi cái câu đó, khi hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma là có công đức không, thì lúc đó tự thân của tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời là không có công đức. Để chúng ta thấy cái gì? Cái hành động này làm tốt, nhưng mà tốt mang cái nghĩa phước báo hữu lậu nhân thiên, không phải đưa con đường đến giác ngộ chứng đắc niết bàn và giải thoát, không phải làm những công đức này để đạt được ba la mật,
không phải mang một cái nghĩa như mà là một cái ba la mật, mà ở đây hành động này tạo như vậy để tìm cho mình nhiều phước báo ở tương lai, có thể được một ngôi vị đế vương, có thể được một cái gì ở tương lai. Ở đây hoàn toàn nó dựa trên cái vấn đề phước báo. Vì vậy chúng ta cúng chùa một nải chuối cũng có thể là phước đức, mà cúng chùa một nải chuối cũng có thể là công đức. Chúng ta hiểu cái này không? Nếu chúng ta cúng chùa một nải chuối mà chúng ta như thế này: con cúng chùa một nải chuối làm sao chiều nay Phật cho con trúng số. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là phước đức. Con cúng dường cho chùa bông trái nhang đèn để mai này con được xinh đẹp và thông minh. Cái đó công đức hay phước đức? Cái đó gọi là phước đức. Như vậy khi mình đem cúng chùa cũng nải chuối đó, mình đem cúng chùa nhang đèn và hương đăng hoa quả đó, nhưng mà hoàn toàn mình không có nghĩ là mai này mình được đẹp, được thông minh, mai này được giàu có hay là trúng số gì cả, mà hoàn toàn đem dâng vào cho Tam Bảo với kỳ vọng làm cho Phật Pháp trường tồn, và nguyện làm sao cho đầy đủ duyên lành để con tu đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con không mong cầu bất cứ một phước báo hữu lậu nhân thiên nào. Cái đó gọi là công đức hay là phước đức? Công đức. Như vậy cũng một nải chuối nó trở thành công đức, mà cũng một nải chuối nó trở thành phước đức. Trên một hành động đó, tùy tâm niệm của chúng ta, nó sẽ có thể trở thành công đức, mà trên một hành động đó do tâm niệm của chúng ta, nó có thể trở thành phước đức. Như vậy các vị có thể hiểu một cách khái niệm về hai chữ công đức và phước đức chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Còn câu này tôi không hiểu cái từ này, nhưng mà các vị nào hỏi mà nghe tôi đọc, nếu các vị có thể lý giải thêm cho tôi hiểu thì các vị nói giúp tôi. Bạch thầy, con là người đa mang nên rất khó ngủ. Tôi đọc không biết có đúng không? Hai chữ đa mang tôi hoàn toàn không hiểu. Đa mang là đa mang cái gì? Đa mang một mối tình hay đa mang một nỗi khổ, hay là đa mang cái gì, hay là đa mang một cục nợ hả? Cho nên ở đây chúng ta phải có cái lời giải thích tôi mới biết chia sẻ với các vị ha. Tất cả những việc làm, lời nói với mọi người, mọi việc ban ngày, ban đêm đều tái hiện qua tâm thức, nên không thể nào ngủ được, trừ khi quá mệt rồi thiếp đi một chút. Mong thầy dạy cho con tu học để tâm tịnh an lạc. Xin thưa các vị, trên căn bản tôi muốn chia sẻ với các vị, cái người không ngủ được. Còn đa mang tôi chưa biết đa mang cái gì. Do thiếu nợ, do nhớ nhung, do buồn tuổi, do hận đời, do cái gì đó tôi chưa biết. Đa mang phải là đa mang một cái gì mới được. Ai hỏi câu hỏi này trả lời coi đa mang cái gì vậy? Hả? Có không? Hả? Không có, tôi nghĩ đa mang xấu chịu á. Thôi bây giờ đại khái như thế này, tôi chỉ giải quyết vấn đề đa mang cái gì cũng được à. Nhưng trên nguyên tắc, cái này là kinh nghiệm thôi. Các vị chuẩn bị làm một công việc gì quan trọng, hoặc là các vị đang lo lắng một cái gì, hay là các vị chuẩn bị khởi nghiệp một cái gì, các vị dễ ngủ hay là khó ngủ? Hoàn toàn khó ngủ. Như vậy ở đây là bản chất của công việc nó là chuyện bình thường, nhưng mà chính cái lòng lo lắng của chúng ta nó trở nên làm chúng ta khó ngủ. Lo lắng một chuyện tốt cũng như mừng vui và lo lắng chuyện xấu, tất cả những cái điều này chúng ta hoàn toàn đem đến chúng ta khó ngủ. Tối nay, chiều nay chúng ta hay chúng ta trúng số, tối nay chúng ta ngủ được không? Cái đó không có lo lắng nhưng mà không ngủ được à. Mười mấy năm về trước có cái anh này, anh trúng số 4 tờ, mà suốt một tuần sau á, ảnh quay lại ảnh gặp tôi. Sao tôi nhìn thấy ảnh xanh xao dằn dọt hết trơn. Tôi hỏi: ủa trúng số mà làm gì xanh xao dằn dọt hết vậy? Ông mới nói trúng số mừng quá mà nhà giờ gách nát hết trơn, lo ôm giữ tiền, tối ngủ đâu được, sợ ăn trộm, thành ra là ngủ được, cho nên là cả tuần qua sơ dơ sửng dững hết. Trúng số mà tôi thấy ông chẳng vui, mà ông gì ông sơ dơ hết như vậy. Thì tôi mới nói với các vị: vui cũng ngủ không được, buồn cũng ngủ không được, lo lắng cũng ngủ không được. Như vậy khi con người trở về già, tại sao khó ngủ hơn tuổi trẻ? Các vị thấy con nít dễ ngủ hay khó ngủ? Vô cùng ngủ.
À, xin lỗi, vô cùng dễ. Vô cùng dễ ngủ á, tôi muốn nói vô cùng dễ ngủ mà tôi nói chưa hết. Xin thưa các vị, tại sao đứa trẻ thơ lại dễ ngủ như thế? Bởi vì nó không có lo lắng và suy nghĩ điều gì. Sao chúng ta càng về già, chúng ta hay nói rằng càng về già sao khó ngủ vậy thầy? Xin thưa các vị, không phải già khó ngủ mà trẻ dễ ngủ. Không phải cái đó. Chúng ta khi về già, cái ký ức chúng ta về quá khứ đó nó đã quá nhiều. Cái kinh nghiệm chúng ta nó quá dày. Cho nên việc gì cái lòng chúng ta đã quen theo thói tư duy rồi. Cho nên lúc nào đầu chúng ta cũng nghĩ ngợi phân vân lo lắng. Và càng ngày chúng ta càng nghĩ ngợi nhiều hơn. Trong khi càng về già thần kinh càng yếu hay là càng mạnh? Thần kinh càng yếu. Cho nên có người không từng làm chủ mình, yếu đến độ mà khi về già trở nên nói một cách lẫn là sao vậy? Ký ức nó chạy qua quá nhiều mà không kiểm soát được. Cho nên nó nói tầm bậy tầm bạ, không có gì đúng đâu vào đâu. Ở đây chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên khi chúng ta nhớ kỹ về già, muốn cho mình dễ ngủ là thứ nhất, phải tập cho mình cái ký ức này nó bớt đi. Đừng quá nô lệ vào ký ức. Đừng quá ư là suy nghĩ lo lắng nhiều bởi những chuyện quá khứ buồn vui. Người già hay ôm lại quá khứ, hay buồn vui quá khứ, hay lo lắng quá khứ. Mà trong khi tâm thức chúng ta bây giờ đã yếu rồi, chúng ta đã chứa đầy tất cả những cái này trong một hệ thần kinh yếu, thì không thể nào chúng ta còn đủ cái khả năng sáng suốt. Vì vậy chúng ta trở nên khó ngủ là do chúng ta chứa quá đầy các ký ức trong lòng chúng ta. Cho nên kể từ bây giờ các Phật tử hãy tập cho mình làm sao? Tập cho mình có chánh niệm. Tập cho mình bớt đi những suy nghĩ vớ vẩn. Tập mình bớt lo lắng buồn vui với những cái đã trôi qua rồi. Tập mình có chánh niệm, có niệm Phật ha. Tập những suy nghĩ vớ vẩn, những ký ức nó đều vô thường, nó giả tạm. Để chi vậy? Để giúp cho hệ thần kinh chúng ta nhẹ bớt đi sự căng thẳng và gánh nặng những ký ức của chúng ta, thì chúng ta có thể dễ dàng ngủ hơn. Cho nên không, người già phần lớn khó ngủ là do những ký ức nó xáo trộn mãi trong đầu chúng ta, làm hại chúng ta không thể nhiếp tâm mà ngủ được. Mà một điều vô cùng quan trọng chúng ta để ý nữa rằng, khi chúng ta quá quan trọng về việc mất ngủ thì chúng ta lại càng mất ngủ. À, cái này nữa, khi chúng ta lo lắng mình mất ngủ, cho nên trước khi vào ngủ cứ sợ mình không ngủ được. Và chính cái sợ không ngủ được nó làm chúng ta không thể ngủ được thật sự. Tại vì khi chúng ta sợ chúng ta mất ngủ thì sao? Sợ mất ngủ thì chúng ta là tỉnh rồi. Mà đã tỉnh thì làm sao ngủ được? Vì vậy ai đã lỡ mất ngủ thì bây giờ đừng lo mình mất ngủ. Hãy để cho một tâm thức bình thường. Đừng suy nghĩ cái cách để đè nén phải ngủ. Đừng suy nghĩ cái cách phải ép nó ngủ. Bởi vì cái cách ép ngủ là cái mình sẽ tỉnh ngủ. Bởi vì cái tỉnh mới có thể đè ép để mình ngủ được. Ý thức mà đè ép để ngủ thì làm sao ngủ? Cho nên ở đây khi các vị bị mất ngủ thì các vị phải hiểu lý do gì chúng ta mất ngủ. Và từ đó chúng ta hãy đưa mình với trạng thái là hãy để con người mình một cách tự nhiên, bằng lòng thanh thản, không lo là mình ngủ được hay không. Và đừng bao giờ cho rằng trong tâm mình đang bị mất ngủ thì các vị có khả năng ngủ được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây cái ngủ được hay không, chúng ta lo càng mất ngủ và càng không ngủ được. Và càng sợ hãi chừng nào lại càng không ngủ được chừng đó. Cho nên buông thả tâm hồn, thảnh thơi, vô tư thì các vị có khả năng ngủ tốt hơn, cho dù trong lòng các vị dương mang bất cứ điều gì. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, tôi đã từng có một cái quan niệm về bản thân tôi như thế này. Cái việc gì ngày mai để ngày mai tính. Cho dù hôm nay làm bất cứ việc gì trước giờ ngủ, kêu bằng chúng ta phải xếp bỏ lại đó. Không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, hãy ngủ cho dù 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, điều đó không quan trọng. Mà hãy ngủ một cách rất là ngon lành. Còn chuyện gì sáng ngày mai nghĩ tiếp. Bởi vì có nghĩ cho cả đêm cũng không giải quyết được vấn đề. Và đừng tập quen mình bằng cách là nghĩ nhiều quá trước khi ngủ. Đừng tập quen như vậy. Hãy tập bỏ hết tất cả mọi việc trước khi ngủ để có một giấc ngủ thật tốt. Sau giấc ngủ rồi chúng ta sẽ tỉnh táo, suy nghĩ mọi việc tốt hơn, hay hơn, sáng hơn. Đó là chúng ta nên như vậy. Cho nên tôi nghĩ chúng ta nên quyết định bằng cách là đừng tập suy nghĩ trước khi ngủ,
mà hãy tập quen rằng trước khi ngủ là cái gì cũng bỏ hết. Ngày mai sau khi tỉnh giấc lại, chúng ta suy nghĩ tiếp. Nếu chúng ta tập được như vậy trở thành thói quen, tôi tin chắc rằng các vị không bao giờ mất ngủ một cách dễ dàng như thế này. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ hai câu tiếp tục như thế này. Bạch thầy, bạn con là một Phật tử tu tại gia, song thân bạn ấy khi còn tại thế không biết tu tập. Sau khi qua đời, bạn ấy làm mọi công đức lành hồi hướng cho cha mẹ. Nhưng có một việc bạn ấy bảo không thể thiếu được là trì chú vào cát và đem rải lên mộ. Bạch thầy có đúng không? Câu 2, bạn con có thờ Xá Lợi Phật tại nhà. Bạn con có cho các bạn đồng tu đội Xá Lợi Phật. Bạn con bảo thờ Xá Lợi Phật sẽ được vãng sanh. Bạch thầy có đúng không? Và Phật tử muốn thờ Xá Lợi Phật phải thế nào để không tổn phước? Mong thầy quan hỷ giải đáp cho con rõ. Xin thưa các vị, hai câu này cũng thiết yếu và phổ biến trong dân gian. Câu thứ nhất, tôi được biết rằng trước kia có một quan niệm là trì chú tán xa vào trong cát để rải lên mộ cũng như rải lên thân xác trước khi đưa vào trong quan tài tẩn liệm thì người này sẽ được vô cùng lợi lạc. Và trong đó có một cái vấn đề là nói người này có khả năng giảng sanh. Sự thật, không có ai có khả năng để làm người khác giảng sanh cả. Tôi quyết định 100% như vậy. Cho dù các vị có là con ruột của Đức Phật mà các vị không tu thì Đức Phật cũng không thể đưa các vị về cực lạc hay là niết bàn được. Đây là quy luật. Vì vậy việc làm này xem như là một cái vấn đề hỗ trợ tinh thần để giúp cho những người còn hiện tại yên tâm về con đường của người quá cố, để lòng bớt lo lắng, để được thanh thản hơn về mặt tâm lý, có thể giúp cho người còn ở lại được an tâm phần nào. Trên nguyên tắc về lý, không có một tác dụng nào về việc này mà như kinh đó hay là sách đó mô tả diễn tả bằng cách này cả. Trong quá trình tương tác giữa phước báo người thân và người quá cố, nó có cái tác dụng thế này. 7 phần công đức mà người hiện tại, người còn sống, mà người thân làm cho người quá cố, thì 7 phần công đức người quá cố chỉ hưởng được 1 phần, nếu đó có cái khả năng được tới 7 phần. Như vậy cái khả năng đạt được này vô cùng ít so với cái công đức người này tạo. Trên nguyên tắc ai tạo người đó hưởng. Các vị có khi nào tôi ăn cơm các vị no không? Hay là các vị có thể là các vị tôi uống nước các vị đã khát không? Hay là các vị bệnh tôi uống nước thuốc thay các vị để các vị hết bệnh không? Không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Vì vậy trên nguyên tắc ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc là quy luật. Người thân của chúng ta làm việc phước đức để hỗ trợ cho người quá cố chỉ mang tính cách trợ duyên chứ không phải là một chánh nhân. Vì vậy trợ duyên thì làm sao mình biết được rằng mình có khả năng tạo được 7 phần công đức hay không? Và việc đó mang tính cách rất là cầu may. Trên nguyên tắc hãy cố gắng tấn tu, đừng mong rằng sau khi mình chết để ai làm cho mình được siêu thoát. Các vị nghĩ như vậy thì con đường Phật Pháp và tu học như vậy không được lợi lạc. Nếu thật ra người thân mình làm tất cả các công đức để mình hưởng trọn vẹn thì đời này giả gì đi tu. Đời này giả gì tu. Tôi làm kinh tế tôi để lại chừng 10 cây vàng, tao chết mày rước 100 ông thầy lại mày cúng dường chay tăng cho tao để tao được giảng sanh, sướng hơn không? Hả? Nếu làm được vậy thì sướng quá, mắc gì tu. Cho nên việc làm chúng ta phải hiểu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Đó là chuyện bình thường. Cho nên trong đời hãy tích cực tấn tu, đừng nghĩ rằng mai này con hãy tu giùm ta hay là làm việc gì đó thế ta. Việc làm đó được thì càng tốt, mà nếu không tự phước đức hay là công đức của chúng ta cũng đủ giúp chúng ta thoát rồi. Một con người đã đủ sức giải thoát thì các vị có đem cái thây đó ném xuống biển, các vị có đem đốt bỏ đi, hoặc các vị có thảy vào rừng cho kênh diều quả ăn, cái việc không còn gì là quan trọng. Người đó cũng tự khả năng giải thoát. Còn cái người này đã tạo nghiệp đọa địa ngục rồi, các vị có đem cái thây đó về ở chùa nào đó, các vị có đem 100 bộ kinh Địa Tạng ra tụng cũng 100 ông thầy, thì nhân tố địa ngục này cũng không thoát được đâu. Chỉ có điều duy nhất là nếu chúng ta làm nhiều công đức hồi hướng cho người thân, cho dù thân xác đó có ở đó hay không, không quan trọng. Mà theo tỷ lệ 7-1 thì thay vì người này 100 kiếp đọa địa ngục
thì nhờ cái phước đức này nè, nó làm cho người này còn 6, 70, 7, 80 kiếp gì đọa địa ngục đó, thì cái đó có thể có sự tác động như vậy. Còn trên nguyên tắc, nhân tố đã đọa địa ngục rồi thì không có một ai có khả năng để tụng kinh cầu nguyện cho người đó để được giảng sanh cả. Điều đó là điều nấu cát mà muốn thành cơm, không bao giờ có trong Phật học như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng tất cả sự hộ niệm, tụng kinh, trì chú, làm bất cứ điều gì hoàn toàn là việc tốt, chứ tôi không có nói xấu. Nhưng mà xem như là một nhân tố quan trọng cho tiến trình giải thoát thì việc này chúng ta nghĩ vậy là chúng ta lệch lạc rồi đó. Chúng ta sẽ làm bằng mọi khả năng có được, cúng dường trai tăng, tụng kinh, làm phước, trì chú cho người quá cố, cứ làm. Biết đâu 7 phần công đức người thân cũng được 1 phần, thì cứ làm cầu mai. Cái này thuộc về dạng cầu mai, những cơ hội cuối cùng không còn cách khác thì cứ làm. Còn trên nguyên tắc, còn có thọ mạng trên cuộc đời, còn sống thì tự thân chúng ta hãy cố mà tu. Và tôi dặn thêm một điều này nữa, nếu chúng ta hiểu được điều đó thì nghi người chúng ta, người thân chúng ta quá cố, muốn làm trai tăng, muốn làm phước báo, muốn làm bố thí, thì phải nghĩ rằng người thân mình đã để cái gì, sở hữu nào mà của thuộc về người thân mình, hãy đem cái đó ra làm thì hiệu quả sẽ cao hơn bằng chính sở hữu của mình để đem hồi hướng cho người quá cố. Cái này các vị nên nhớ. Cho nên khi người quá cố, chúng ta nên để quần áo của người đó, nếu còn tốt, để lại giặt giũ sạch sẽ, bố thí thì người quá cố hưởng trọn vẹn hơn. Còn chúng ta có thể đem vàng bạc ra bố thí cho nhiều, tất cả những việc đó thì người quá cố chỉ mang cái nghĩa là trợ duyên những gì mà người thân mình hồi hướng thôi. Cho nên tụng kinh, làm phước, trì chú tôi cho là việc tốt chứ không phải xấu. Không tốt hơn thì không thể xấu hơn, nhưng quan niệm cái đó như một nhân tố để quyết định cho con đường tái sanh hay là thọ sanh của người đó thì nó lại là không đúng với Phật pháp. Chúng ta nên nhớ chỗ này. A Di Đà Phật. Bạn con có thờ Xá Lợi Phật tại nhà, bạn con có cho bạn đồng tu đội Xá Lợi Phật, bạn con bảo thờ Xá Lợi Phật được giảng sanh, bạch thầy có đúng không? Và Phật tử muốn thờ Xá Lợi Phật phải thế nào để không tổn phước? Xin thưa các vị, thờ Xá Lợi Phật như thế nào thì tùy khả năng các vị, nhưng mà tôi nghĩ ở đâu các vị có Xá Lợi Phật mới là quan trọng. Ở dưới bãi biển Nha Trang hay là trong núi nào đó, Xá Lợi Phật ngày hôm nay tôi không tin cậy bất cứ một điều gì. Các vị hãy tìm hiểu lại bài giảng tôi giảng là tìm hiểu về Xá Lợi Phật và Mạng Đà La, tôi đã chia sẻ rồi. Tại sao hôm nay một điều lạ kỳ là trong dân gian Phật tử nào ở đâu, nhà nào dường như cũng có cả bụm Xá Lợi như thế này. Tôi nghĩ xuống bãi biển Nha Trang hốt lên ở đâu mà dữ vậy. Tôi không tin bất cứ một điều gì về Xá Lợi hôm nay. Có thể tôi hơi dò đoán, nhưng tôi nói các vị nè, bản thân Đức Phật 1 trượng 6, sau khi thiêu ra cũng chừng ấy thân xác bằng xương cốt, thì ở đâu mà quá nhiều như thế? Và tại sao 2000 năm trước lại không có, mà ngày hôm nay đột biến ở đâu mà nó nổi lên quá nhiều như thế này? Xá Lợi thì đâu có mỏ bao giờ. Các vị có đào được cái mỏ Xá Lợi nào không? Không thể nào có cái mỏ Xá Lợi Phật được. Vì vậy ở đây đừng bị kẻ khác lợi dụng một danh từ mạo nhận, và nhất là Xá Lợi đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng chói chói, cái đó càng chói chừng nào càng là nói láo hung chừng đó. Xin thưa các vị, do người đó không hiểu ý nghĩa của 2 chữ Xá Lợi, cho nên tưởng tượng như một hộp xoàn, một kim cương, cho nên càng phải mô phỏng cho nó sáng chừng nào để nói người ta Xá Lợi nó như thế. Bản thân họ còn biết Xá Lợi là gì, huống chi đi giới thiệu người ta. Xin thưa các vị, cho nên các vị càng thấy mà đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng chói chói, các vị thấy cái đó chắc chắn ai dám cầm cái đó đi thử ADN với tôi không? Vị nào dám cam đoan cái đó là Xá Lợi Phật đi thử ADN với tôi đi. Nếu khoa học người ta xác nhận rằng đó là ADN, cho dù là người thôi, tôi không cần là nói về Đức Phật, mà cho đó là ADN của một nhân chủng, của một con người, tôi hoàn toàn tôi thua cái người đó, cỡ nào tôi cũng thua. Tôi muốn như vậy. Cho nên chính cái chỗ bậy bạ này mà ngày xưa ở ngoài Hà Nội đó, nó có một cái việc là gì? Có một ngôi chùa đó đó, có một vị hòa thượng tịch để lại nhục thân, rồi chôn trong một cái tháp, tức là không có hòm gương gì hết, mà tại nhục thân thì nó đâu có rang hoại.
Cho nên khi chôn rồi trong cái tháp đó là người ta tương truyền để nhục thân của hòa thượng này. Thì cái kẻ trộm á, nó nghe là nhục thân thường thường có xá lợi, mà xá lợi thì nằm ở tỷ sống. Cho nên nó tưởng tượng rằng xá lợi đây là một viên kim cương, là một hột xoàn hay là một cái gì ghi gớm lắm. Cho nên á, ngày hôm đó nó bị như thế, cho nên nó mới đập cái tháp đó. Nó mới đem cái xác của hòa thượng nó ra, nó chẻ banh cái xương sống hết. Nó đem ra nó chẻ để nó kiếm xá lợi. Tôi nói thật với các vị sai lầm rồi. Cái xá lợi Phật nó có giá trị là vì chúng ta là con Phật. Chúng ta tín ngưỡng về tâm linh. Chúng ta đem bất cứ một viên xá lợi nào cho bằng cùm tay tôi nữa, các vị đố mà đổi được một chỉ vàng kim hoàng nào, một phân vàng nào ở tiệm kim hoàng. Không thể đem xá lợi Phật để sánh ví như một kim hoàng hay là kim cương. Mặc dù xá lợi quý hơn 100.000 lần với kim cương, nhưng quý ở chỗ là ta là con Phật, trân trọng những gì của Đức Phật, nó quý trọng trong tâm linh và tinh thần chúng ta, chứ không phải có giá trị kim hoàng. Không phải đem cái đó đi ra để mà đi đánh đổi với kim hoàng như vậy. Chúng ta có thể tìm được một cục kim cương bằng nắm tay tôi, nhưng chắc gì các vị có thể tìm được một mảnh xá lợi bằng móng tay tôi. Tôi nói thật như vậy. Cho nên những cái chuyện mà lưu xá lợi vòng vòng ở trong các nhà dân gian, ở đây là các vị bị người khác lừa là chính. Tôi ở đây tôi không muốn cái đem thần bán thánh bằng cách lừa như vậy. Xá lợi Phật không khéo nó trở nên một cái gì đó, nó rất là dởm đời như thế. Xá lợi chúng ta lại cả đời, chúng ta trân quý cả đời, chúng ta trân trọng cả đời, mà kiếm được bằng hột gạo á, là đỏ con mắt, mù mắt mà đi tới chân Ấn Độ kiếm còn có chưa, chứ đừng có nói như thế. Mà ở đâu á, chia nhau từng bụng nè, tôi cho bà 5 viên xá lợi, 10 viên xá lợi nè, này nè, thế này thế khác. Thậm chí xá lợi tôi lúc này nó đẻ nè, bà nuôi gà thì nghe đẻ chứ xá lợi nào mà đẻ. Xin thưa các vị, có những cái quan niệm rất là lệch lạc như vậy, mà tôi không hiểu tại sao chúng ta lại có những cái điều này. Cho nên tự thân của xá lợi nó chỉ là xương cốt của Đức Phật mà thôi. Nên nhớ là như vậy, những gì còn sót lại sau khi thiêu Đức Phật, chứ không phải xá lợi là một cục hột xoàn, một cục gì đó nó sáng chói lấp lánh. Nó chói sáng là bằng tuệ giác của chúng ta nhìn Đức Phật bằng một lòng kính trọng tu học. Một vài hiện tượng lạ trong cái việc thờ cúng xá lợi Phật có chẳng phải không, nhưng mà không mang tính cách đại trà. Chúng ta đừng quan niệm như vậy. Tôi không muốn bất cứ một ai lệch lạc về việc này. Và xá lợi Phật còn lại một điều duy nhất nữa là những tỷ sống là cái kết tinh cho sự giới đức thanh tịnh của Đức Phật. Cái này có, nhưng mà không phải như một viên kim cương lấp lánh đâu. Nó là những kết tinh như một cái hạt xoải mà đục đục, hay là màu nâu hoặc màu trắng đục như vậy. Chúng ta đi triển lãm ở các cái khu mà ở tại Phật tích, còn những cái lần mà triển lãm ở các nơi này, tôi cũng không tin cậy rằng đó là những xá lợi Phật chính thống nữa. Tôi nghĩ tất cả những cái đó xuất phát từ xá lợi Phật niềm tin mà thôi. Tức là tự mặc định bằng niềm tin chúng ta cho đó là xá lợi, thì cái đó chúng ta có thể xem là xá lợi. Cho nên ở đây các vị nghe lại cái bài tôi giảng, đó là bài tìm hiểu về xá lợi Phật và mạng Lạ La, thì các vị sẽ không còn những suy nghĩ vớ vẩn về việc này. A Di Đà Phật. Mấy giờ? Hết giờ phải không? Hả? 4:30 là hết giờ phải không? Vậy thì thôi, bây giờ chúng ta kiếm câu hỏi nào mà hay nhất trong nhóm câu hỏi này, chúng ta trả lời một câu nữa nghỉ ha. Ở đây thì thấy câu nào nó cũng tương đối trong cuộc sống của các vị cả. Đúng ra có thời gian chúng ta sẽ chia sẻ nhiều. Ở trong đây có câu hỏi đặc biệt là kinh doanh bất động sản có phải là thất đức không? Ai hỏi câu này ghê gớm hả? Bây giờ trả lời câu hỏi này hay là để câu khác? Còn nhiều câu hấp dẫn lắm. Thôi bây giờ vậy, xin thưa các vị, kinh doanh bất động sản có thất đức không? Ở đây ai là người kinh doanh bất động sản đâu, đưa tay lên tôi coi coi. Ủa, xin thưa các vị, cái nghề này như thế nào mà các vị gọi là chữ thất đức? Tôi đã từng nói, các vị về nghe lại bài giảng Phật Pháp Vấn Đáp 6 có cái này. Trong đó có câu hỏi là cho vay
lấy lời có tội không? À, xin thưa các vị từng cho cái nghề cho vay là có tội. Tôi nói rằng không có tội. Cho vay nặng lãi và ép người vào đường cùng mới có tội. Còn cho vay cũng là một nghề nghiệp như bao nhiêu nghề khác trên cuộc đời. Tôi có tiền, tôi không kinh doanh. Các vị vay của tôi, các vị kinh doanh có lời, các vị chia cho tôi sống. Đó là chuyện đương nhiên và hợp lý, chứ tội ở chỗ nào? Tại sao các vị cho rằng nghề cho vay là có tội? Và tôi nghĩ cái nghề kinh doanh bất động sản cũng như hàng trăm ngàn thứ kinh doanh khác, nhưng tại sao cho người ta là có tội? Nếu cái gì chúng ta làm đúng luật pháp thì thôi, nhưng chỉ có một điều, lợi dụng vào nghề nghiệp để ép người vào đường cùng thì cái này là một việc khác. Cái tội từ cái việc ép người vào đường cùng chứ không phải là tội nghề nghiệp. Nên nhớ là vậy. Bây giờ tôi cho người khác vay, khi người khác không có tiền trả, tôi cho người đánh đập, hành hạ, và thậm chí tôi có thể cướp bóc thế này thế khác, thì cái hành động đó dẫn đến tội lỗi. Còn cái việc mà gọi là cho vay người khác làm để có tiền sinh lời, chia cho mình cùng sống, đó là một cái nghề nghiệp của tôi cũng cho là lương thiện như bao nhiêu nghề khác thôi. Nhưng chỉ có một điều, nghề cho vay nó liên hệ đến tiền bạc thì hơi mạo hiểm. Bởi vì tiền bạc là huyết mạch, nó dễ làm cho con người ta mù quáng. Cho nên cũng chính đồng tiền nó có thể dẫn con người đến sự thù quáng, thủ đoạn hãm hại và cái này kia. Thì cái hãm hại, cái thù quáng đó nó mới gây quan trái. Còn hành động cho vay lấy lời để sống, thỏa thuận giữa đôi bên như thế, đó là việc hợp tình hợp lý, không có lỗi gì trên cuộc đời này, và không dựa vào cái đó để quy kết nhân quả. Nhân quả tội phước hay không là hành động đó. Cho nên tôi nghĩ ngành kinh doanh bất động sản là mua bán nhà đất rồi đó chứ gì. Tất cả những cái này tội gì? Không có tội gì cả, nó cũng như bao nhiêu nghề khác thôi. Chừng nào xoán đọt và ép người để cướp lấy bằng cách này cách khác, hay là đưa người ta vào đường cùng để gạt lấy, hoặc thế này thế khác để mua rẻ bằng cách ép cung người ta, cái đó lại là cái khác, nó thuộc về lương tâm nghề nghiệp rồi. Còn tất cả các nghề nghiệp là hoàn toàn hợp lý, không có gì tội lỗi trong việc này cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi chỉ chia sẻ với các vị trong một cái việc này, những câu hỏi này nó có tính cách vừa liên quan vừa chung trong một vấn đề mà tôi đọc hết, và tôi chỉ trả lời một lần trong một câu thôi. Cái câu này: con đã quy Phật rồi, con ăn chay có ăn trứng gà công nghiệp được không? Có được ăn hành tây không? Có được ăn kiệu không? Vì con có thấy tận mắt có chùa ăn dưa, món chay có củ kiệu. Thầy ơi, vậy đây là mấy câu hỏi con rất rồi. Thôi thì tới đó được rồi. Bạch thầy, con xin thầy chỉ dạy cho con, là một Phật tử ăn chay, con tổ chức đám cưới cho con là một tiệc mặn, con thấy có tội, con phải làm gì để bớt tội, xin thầy chỉ dạy. Tất cả cái này tôi chỉ trả lời trong một câu một ha. Dường như trong cái câu, trong bài giảng tôi giảng là ăn chay sức khỏe và môi trường, và câu vì sao tôi ăn chay, và cái bài giảng là ăn chay và ăn mặn. Tôi nghĩ nếu ai đã từng nghe những bài giảng này thì không cần hỏi những cái câu thừa như thế này nữa. Nhưng vì chưa, thì tôi xin trả lời một cách tóm tắt. Trứng gà công nghiệp, ăn kiệu, ăn tất cả các loại mà chúng ta từng cho, đó là ngũ vị hương, hành, hẹ, tỏi, nén và hương cừ. Bây giờ trên nguyên tắc tôi hỏi các vị, hành, hẹ, tỏi, nén và kiệu là chay hay là mặn? Nếu các vị cho chay mà chay ăn chay chênh ra tội, có phải vậy không? Chay ăn chay thành tội, có phải không? Ủa thì các vị hỏi đây nó giống vậy đó. Chay mà mình ăn chay thì nó thành tội. Cái này vô lý, vô cùng vô lý. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị, tại sao trong chùa một số nơi đề cập đến vấn đề là không được ăn hành, hẹ, tỏi, nén và hương cừ. Thật ra về nguyên tắc ăn chay, cái này không có tội gì cả. Nhưng mà tại sao hạn chế ăn? Chúng ta biết quy luật trên tất cả các món ăn này là những chất nó kích thích về tâm sinh lý của chúng ta. Nếu ăn nó nhiều, nó sẽ tạo nên kích thích về dâm và về sân. Có thể ăn sống hay là ăn chín cách nào đó. Và khi người tu mà Đức Phật dạy hạn chế ăn, có nghĩa là người tu phần lớn chúng ta là sống độc thân. Và người cư sĩ các vị tu cũng muốn tìm một sự tĩnh lặng. Nhưng mà nếu bị kích thích những cái loại phiền não đó thì làm sao mà tĩnh lặng cho được?
Cái ngăn là vì sợ chúng ta bị động tâm bằng một cách kích thích về thức ăn, về tâm sinh lý. Chứ không phải ăn một củ kiệu là có tội, ăn một cái củ hành là có tội. Không phải như vậy. Mà chúng ta nên hiểu tại sao trong đời sống tu hành Đức Phật ngăn cái này, hạn chế ăn là tốt. Cho nên khử hay là ăn chút đỉnh, tất cả cái này không dính dáng và ảnh hưởng gì đến sự tu học hay là tội phước cả. Không ăn thì cũng tốt, mà ăn thì cũng chả có tội và chẳng sai lầm tí nào. Cho nên ở đây, vì bảo vệ thân tâm cho con người mình mà Đức Phật ngăn những loại thức ăn mà nó có tính cách kích thích, chứ không phải là ăn cái đó nó trở thành tội. Cũng như tôi nói với các vị, rượu chay hay là mặn? Rượu là chay, không ai nói rượu mặn được. Nhưng tại sao khuyên chúng ta Phật tử thì uống hạn chế, mà tu sĩ thì đừng uống? Không phải nếm một miếng rượu vào miệng có tội. Tôi nói thiệt với các vị, tôi uống 8 cốc này tôi cũng không có tội nữa. Nhưng mà liệu tôi có khả năng để chịu đựng nổi 8 cốc hay không? Hay là vì 8 cốc này tôi cuồng, tôi loạn, tôi thế này thế khác, tôi làm bậy đủ thứ. Cái đó mới là quan trọng. Bản thân của rượu chẳng có tội lỗi gì cả. Cho nên ở đây rượu nó vốn không tội, nhưng mà ngăn uống là có những người uống không còn khả năng kiềm chế lại chính mình, cho nên gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc và mê loạn tâm trí. Và vì vậy, vì rượu mà hại cả mình, hại người và hại nhiều cái nguy hiểm khác, cho nên Đức Phật ngăn. Vì vậy ai là Phật tử uống rượu thì uống, nhưng mà đừng để mình mất kiểm soát lấy chính mình. Thay vì mình uống 10 ly xỉn thì bây giờ mình uống 3 ly thôi, mình biết đã đủ tủ lượng của mình, mình còn đủ tỉnh táo và đủ giải quyết mọi vấn đề rồi. Cho dù bây giờ không tu, các vị nên đi ra đường, các vị có thấy sao? Đừng lái xe khi uống bia rượu, có phải không? Như vậy bia rượu dẫn đến đâm xe người ta, lái xe và thiệt hại gây chết người, chết cả mình. Vì vậy ở đây các vị thấy tai hại nó từ chỗ đó, cho nên người ta ngăn. Chứ không phải là nếm một miếng rượu vào miệng cái là tội, bị cắt lưỡi bậy bạ, không bao giờ có chuyện đó. Cho nên vì vậy tại sao trong luật lại mở một ngoặc, nếu vì bệnh cần thuốc rượu để chữa trị thì được tạm dùng, nếu thật sự nó là tội thì không có tạm dùng được. Cho nên vì nguyên nhân là để tránh mất cái vấn đề mất tư cách và mất làm chủ mình thôi. Ví dụ tôi là như thế này mà tôi đi cà bái qua bái lại như thế này, các vị có chịu nổi không? Các vị có đồng tình không? Biết rằng tôi uống rượu nó không sai, nhưng mà tự nhiên thầy tu muốn đi bái bái mặt đỏ gây không? Ai coi? Nó là chuyện đó đó. Cái này là ngăn là những cái đó, chứ thật ra rượu nó là chay. Cũng vậy, quay trở lại, hành hẹ tội nén và hương cừ hay là kiệu, nó là chuyện bình thường, không tội lỗi gì cả. Nếu vấn đề ăn uống đó mang tính cách giống như khử thì nó lại là một điều bình thường thôi. Còn nếu chúng ta cầm lạm dụng á, thì nó mới trở nên đủ cái chất để kích thích, thì điều đó quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta tùy nghi để hiểu. Còn trứng gà công nghiệp tôi đã trả lời quá nhiều rồi. Tôi nói bản thân của trứng gà công nghiệp, ai ăn chay mà ăn có tội chồng hết lên đầu tôi. Tôi nói thật là như vậy, tôi nói thẳng ra như vậy. Cho nên chúng ta đừng xét nét một cách thái quá về việc này. Trứng gà công nghiệp là một loại trứng hoàn toàn không có nhân tố của một chúng sinh tái sinh. Vì vậy cho nên việc đó là việc bình thường. Chúng ta nên nghe một cách rất quan trọng chỗ này. Ăn chay và ăn mặn tội không phải là do bóc một miếng thịt bỏ vào miệng có tội. Tôi nói thiệt với các vị, hôm nay mà tình cờ tôi xuống dưới nhà bếp của khách sạn Enchola, tôi bóc một miếng tôm, miếng tép nào tôi bỏ vào miệng tôi ăn, tôi biết chắc chắn rằng tôi không có tội. Nhưng mà ai mà làm kỳ cục vậy? Nhưng mà tôi muốn giải thích các vị chỗ này. Không phải bỏ một miếng thịt vào miệng ăn là có tội, không phải bỏ một miếng cá vào miệng ăn là có tội. Hoàn toàn không có những chuyện hoang đường như thế này. Tội hay không tội nó xuất phát là từ đâu có miếng thịt này và ở đâu có miếng cá này. Chứ không phải là bỏ vào miệng ăn một miếng thịt nó dơ cái miệng là có tội. Quá ư là bậy bạ. Chúng ta đừng có suy nghĩ hoang đường như vậy. Nếu chúng ta tình cờ đi xuống bãi biển, chúng ta thấy con cá nào chết nổi lình bình, chúng ta vớt lên bỏ vô bếp ăn, có tội bao nhiêu tôi gánh hết cho các vị, nếu các vị ăn chay trường. Cho nên tôi nói thịt cá mà từ trên trời nó rớt xuống lịch bịch đây, tôi cũng dành với các vị ăn, chả sao cả. Tôi nói thật mà. Nhưng mà sở dĩ tội hay phước là nó không phải từ chỗ đó. Chúng ta đừng nghĩ một miếng rau chúng ta bỏ vào miệng chúng ta ăn chay là có phước, hoang đường. Nếu chúng ta ra giựt một cái rổ rau của ai về đó chúng ta làm chay chúng ta ăn đi, còn có phước không? Chúng ta phải thấy rất rõ chỗ này.
Không phải miếng rau bỏ vào miệng là có phước, không phải miếng cá bỏ vào miệng có tội. Quan đường đừng suy nghĩ, đạo Phật dạy chúng ta như vậy. Có những người máy móc cho nên ăn chay phải cắt kỹ cái này, phải cắt kỹ cái kia, gò bếp ớp cái nọ, đó là chúng ta tự máy móc trên con đường tu học, chứ không phải do Phật dạy. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, cái này có những người ăn chay bị mắc phải nè, cái chảo, cái chén, cái này, cái kia, cái kia, cái nọ, chúng ta hay mắc phải. Chúng ta sợ nấu đồ mặn rồi, cái chúng ta nấu đồ chay, chúng ta ăn vô cái nó mất phước đi. Những suy nghĩ bậy bạ, không bao giờ có những chuyện vậy. Cho nên chúng ta thấy, về xem lại cái đĩa, vì sao tôi ăn chay? Hay là coi thêm một cái bài giảng thầy giảng là ăn chay sức khỏe và môi trường, thì chúng ta sẽ không còn những nghi vấn vớ vẩn này nữa. Cho nên chúng ta hiểu được thì đó, tại vì nói cái này nó mang tính cách dài, và tôi đã nói nhiều rồi, tôi không cần lặp lại. Cho nên ở đây các vị đã tổ chức đám cưới cho con, nếu các vị hiểu được như một quy tắc mà các vị thuyết phục được khách đến dự thì chúng ta cứ tổ chức chay. Còn nếu chúng ta không làm được chuyện đó thì chúng ta cứ tổ chức mặn bình thường. Tạo nhân nào thì họ quả nấy. Cái việc đó không xấu không tốt gì trên cuộc đời cả. Ai làm được điều gì tốt điều nấy. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy điều này như một việc tạo nghiệp sát sanh để cộng nghiệp, thì có thể sau này khi chúng ta tổ chức đám cưới xong thì khích lệ con cái mình nên sống hiền thiện hơn một chút, sống tốt đẹp hơn một chút, biết san sẻ, biết bố thí, biết sống tập ăn chay đồ một chút, giống như một ý nghĩa bù đắp. Đó là việc tùy của chúng ta. Còn trên nguyên tắc đây là việc bình thường. Thuyết phục được thì tốt, không thuyết phục được đó cũng là chuyện bình thường trên cuộc đời. Ai ăn được gì thì cứ ăn, ai có thói quen gì cứ ăn, không có bao giờ xấu tốt ở trong cái việc này cả. Làm chay cũng được, làm mặn cũng được, tùy cái vấn đề của các vị. Quan trọng đời chúng ta làm gì chúng ta trả đó. Đó là một quy tắc ngàn đời trên cuộc đời, không ai mỉa mai và chỉ trích. Và chúng ta cũng đừng xem như một mặt cảm tội lỗi quá trong hành động này. Chúng ta cũng cảm thấy bình thường thôi. Đó là việc trăm ngàn người cũng thế, chúng ta cũng thế. Làm chay được thì tốt, bằng không làm mặn cũng là chuyện bình thường. Nhưng phải ý thức được điều đó thì hay. Có thể sau này tu tập để bù đắp thêm một phần, nếu chúng ta cảm thấy điều đó như một điều rai rứt trong lương tâm. Chứ còn căn bản đừng quá đè nặng trong lòng về những điều này, rồi chúng ta cảm thấy khó sống trên cuộc đời. Bởi vì cuộc đời này vốn tương đối ha. Cuộc đời này vốn tương đối, chúng ta không gia chạm đến bất cứ sinh mạng nào mà để có sự tồn tại của chúng ta, thì chỉ có ngồi xếp bằng trước ông Phật, ngồi để chờ chết mà thôi. 100% là như vậy. Còn chúng ta còn ăn, cho dù ăn chay thì cũng vẫn trực tiếp gián tiếp liên hệ đến sinh mạng của chúng sinh. Nhưng đừng quá khắt khe, chúng ta không thể nào sống nổi trên cuộc đời. Đời là tương đối, cái gì không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức là tốt rồi. Bên cạnh đó hạn chế được cái gì bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Mong các vị hiểu một cách rộng rãi về vấn đề này cho. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ thì quá giờ rồi đúng không? Hơn 2 tiếng rồi. Và thật ra với các vị hôm nay không phải là tôi ra đây để tôi có những bài giảng, mà thật ra đây là một chuyến tôi muốn nghỉ ngơi thôi. Sau những thời gian qua Tết và qua Rằm tôi rất là mệt mỏi, cho nên các đệ tử ở đây muốn tôi về để tránh bớt khách khứa và bớt công việc. Nhưng mà tôi nghĩ đi đến đây mà không có làm cái gì, tôi thấy tôi ngại quá, tôi đi không được. Vì vậy cho nói thôi, vậy chẳng đến đây rồi thì có dịp để tiếp xúc với quý Phật tử, có một vài thời pháp, nó cảm thấy mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó an lòng hơn. Chứ xưa nay thật ra tôi chưa bao giờ đi chơi như thế này cả. Vì vậy cho nên là cái việc này cũng là một việc mà nó bất đắc dĩ, mà tôi cũng đem hết sức mình để ra chia sẻ với các vị trong thời gian có được ở tại đây. Vì vậy cho nên cái chuyến này không phải là chuyến tổ chức hoằng pháp, mà cái dịp là chúng ta gặp gỡ. Một là tôi thăm viếng các Phật tử, tôi có dịp tôi gặp chung, tôi chia sẻ Phật pháp và chúc sưng muộn màng với các vị luôn. A Di Đà Phật. Thì hồi sáng giờ hai bài pháp xem như tôi đã lì xì các vị rồi á. Thôi chúc các vị một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, vạn sự kiết tường. Và các vị cố gắng tinh tấn tu học để đem lại lợi ích cho bản thân mình và chúng sinh. A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư,
Kính thưa quý Phật tử, thật là một duyên lành khi chúng ta cùng ngồi nơi đây và cùng lắng nghe những chia sẻ. Mặc dù xuân đã muộn nhưng những lời chia sẻ của Thầy vẫn mãi là mùa xuân trong lòng của Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con xin được kính chúc Thầy sức khỏe, bình an và tinh tấn để chúng con nghe được những bài giảng hay và Thầy có thể mang đến trong mùa xuân với tất cả Phật tử chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Thầy, mời các vị khởi thân chúng ta hồi hướng. Nguyện